Chào các bác, tôi vừa ghép được một bộ âm thanh có chất âm vượt xa tầm tiền luôn. Xin nhắc lại, vượt xa tầm tiền ghép luôn anh em nhé. Đó là đôi loa Technic SB6 mới những ngày gần đây tôi mới đăng. Và hôm nay tôi thử ghép vào con âm ly Yamaha này. Con âm ly phải nói cực kỳ mới và đẹp. Nó dày dặn, nó cũng chất như con âm ly Yamaha R1 C1 tôi đã bán. Như con này, nó là kiểu khác. Mặt tiền là kiểu khác, chạy 4 con sò than và đánh vào đôi loa Technic Bass 25, bass căng đét luôn. Với một đôi loa Bass 25 mà được ra tiếng bass này nó là quá ok. Phải nói là ghép cực kỳ hợp, nó mới ra được chất âm như vậy. Đôi loa này bán giá 5 triệu SB6, còn âm ly A3 4.500.000 đồng. Bãi zin đẹp xuất sắc luôn anh em ạ. Mặt tiền đẹp không điểm chê luôn. Và bát đánh thôi rồi, mời anh em cùng nghe. Nhớ bát đang để giữa dương, tôi có người em tuổi đẹp chăng. Nghe không khác gì đôi của đôi loa bát 35. Tiếng bát của 25 cũng không khác gì bát 35 đánh. Gặp không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Phong kín tâm tư, tôi dẫu đời trái vào mộng đang chảy. Giữa vui trăng rằm lìa xa gác ấm không hề gặp. Thua học trò bát thép để giữa hết anh em ạ. Loa này màng lưới sắt che loa bát, bát là bát đĩa, đẹp long lanh anh em nhá. Anh em nhìn thấy nó trắng trắng đây là bụi đấy, bụi nó bám đây. Nếu quay nghiêng thì nó như là kiểu bị sỉ ấy. Nhưng nó đẹp long lanh đấy chứ không phải sỉ đâu. Đấy là do bụi nó bám ở các cái lỗ. Nhưng mà nhìn trực tiếp thì sẽ không thấy, nhưng quay trên video nghiêng này thì cảm giác nó như là bị sỉ. Lỗ thông hơi mặt trước. Công suất của loa này không nhớ nhầm là 75 đến 120W đằng sau. Chỉnh phân tần cho loa mic, loa dép đầy đủ. Một bộ này chất âm quá hay so tầm tiền mà tôi ghép. Tổng là 9.500.000 đồng. Nếu cả đổi điện nữa, cả dây dợ thì tầm là 10 triệu. Đó, tầm 10 triệu anh em nhá. Bãi xịn, lại đồ đẹp. Quay mặt sau cho anh em tham khảo. Âm ly này bề ngang tầm 43-44, chiều sâu khá sâu, màu bạc sang trọng đẹp. Đánh AB cộng B, trở kháng từ 4-16 ôm 04-692, 160W điện 100V. Đường ra đường vào rất nhiều. Còn đây là mặt sau của đôi loa. Nói chung là hai sản phẩm này đều đẹp xuất sắc. 75-120W 8 ôm anh em nhé. Bát đánh rất thuyết phục luôn. Trong một bộ âm thanh thì khó nhất là tiếng bát, còn lời và tép thì dễ, nhưng khó nhất là tiếng bát. Bát tép tôi để giữa hết luôn. Có tép này, có tép bát. Làm chăng đây lối xưa đông ước vọng đến người bàn tay trong tay. Đêm trăng quên sương, tôi dẫu niềm thương tận cùng tâm hồn. Nắng đêm gác sống tôi kể chuyện. Âm ly đẹp không tì vết luôn, giá 4.500.000 đồng. Và tất nhiên nó phải kèm theo là bãi zin bãi xịn. 9.500.000 đồng đó là giá của sản phẩm. Xin chào các bạn.